Đây, củ đậu mình bây giờ mình sẽ gọt ra nha các bạn. Xong thì sau khi rửa sạch mình sẽ sắc sợi cái củ đậu ha. Kế đến là mình sẽ sắc sắc sợi hạt ba chỉ nha các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình xào cái củ đậu với lại hạt ba chỉ ha. Nhưng mà trước khi xào thì mình giới thiệu cái loại ha. Nào là hạt ba chỉ sắc sợi ha. Hành lá nè, rồi cái này là củ đậu nè. Đó, người Nam gọi là củ sắn á, để mà mình xào ha. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình xào. Dầu nóng rồi mình sẽ cho cái hạt ba chỉ vô nha các bạn. Mình sẽ xào cho nó vàng cái hạt ba chỉ rồi mình mới cho cái củ đậu vô nha các bạn. Sau khi mình chiên cái hạt nó vàng vậy, như vậy ha, mình ném nó qua một bên. Sau đó mình cho chút xíu ớt nha các bạn. Rồi bỏ cái củ đậu vô. Chung mình xào ha. Mình cho một ít hạt nêm. Khoảng 2 muỗng cà phê nước mắm nha các bạn. Xào với lửa lớn nha. Đó, chờ cho nó hấp như vậy cái mình mới cho cái hành lá với lại
ra dĩa nha. Đó, cho nó xào cho nó hấp. Cho ham dày cái trái ớt ớt vô cho nó đẹp. Cho để đều tay cho nó thấm nha các bạn. Cái này thì nói chung là cái củ đậu này nó ngọt rồi nên mình khỏi cần bỏ đường nha các bạn. Nó ngọt thì khi mà các bạn xào nó mình ăn vị béo với lại vị ngọt của củ đậu này nó rất là ngon nha. Nó giống như cái nó gần giống với cái củ hủ dừa vậy. Nói chung là xào cho nó tới chứ mình sẽ cho lá vô ha. Tôm lắm mấy các bạn ơi. Tôm lắm. Đó, bây giờ mình sẽ nó chín rồi. Mình sẽ cho cái hành lá vô ha. Đó, hành lá các bạn cắt dài miếng. Để cho nó đẹp ha. Đều hết. Cái này nói chung là ăn bỏ hành lá vô nó thơm á các bạn. Với lại nó có màu trắng đẹp, bắt mắt. Rồi ok, mình tắt bếp thôi các bạn. Bây giờ mình cho cái này ra dĩa ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần thịt ba chỉ xào với củ đậu ra dĩa nha các bạn. Nói chung là cái phần củ đậu á, các bạn chiên với lại hột vịt cũng ngon lắm, hột gà cũng được. Hột vịt, hột gà đó. Rồi. Đây là cái phần củ đậu mình xào với lại thịt ba chỉ các bạn. Nói chung là ăn ngon. Cái này cái phần củ đậu nó rất là ngọt, nói chung là vậy. Đó, bây giờ mình sẽ quay gần lại cho các bạn coi ha. Đó, đây là cái phần củ đậu đó, các bạn, mình của mình người Nam á gọi là củ sắn á, xào với thịt ba chỉ nè. Đó. Cái này ăn cơm ngon lắm các bạn ơi. Cái này tại vì củ này nó ngọt ngọt và béo béo của thịt ba chỉ rồi đó, nó kết hợp rất là ngon. Đó. Nói chung là cơ bản là mình quay lại bữa cơm chiều đó, tại vì bây giờ đang mưa nên khá ồn á. Đó. Rất là thơm nha các bạn. Cái này ăn cơm nhậu làm xì đới cũng ngon lắm. Nói chung là cơ bản nó vậy hen các bạn. Rồi video đến đây đã kết thúc, hẹn gặp lại các bạn ở video mình nấu ăn tiếp theo ha. Rồi, đừng quên follow kênh của mình nha các bạn.